Kính chào các quý vị, kính chào các thầy và xin chào các bạn. Quốc hội Hoa Kỳ xác nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm hôm qua đấy, trong một cuộc họp chung đã thông qua chiến thắng của Đảng Dân Chủ và ông Joseph Biden trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức tại nước này vào ngày 3 tháng 11. Được các kênh tin tức của Mỹ truyền hình trực tiếp, ông Biden đã nhận được hơn 270 phiếu đại cử tri sau khi phê chuẩn. Cuộc họp tiếp tục. Kết quả của sự kiện này thực sự đã chấm dứt quá trình tổng hợp kết quả của cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 và chấm dứt cuộc tranh luận xem ai chính thức là người đứng đầu chính quyền Mỹ. Tại Quốc hội Hoa Kỳ, một cuộc họp của cả hai viện đang diễn ra. Tại đó, kết quả bỏ phiếu cuối cùng đã được thông qua. Theo luật pháp Mỹ, ông Pence chủ trì phiên họp. Trước cuộc họp, vì áp lực của ông Trump, ông Pence đã phải gửi một lá thư cho các nhà lập pháp. Trong đó, ông nhấn mạnh rằng ông không có thẩm quyền để thách thức kết quả của cuộc bỏ phiếu đại cử tri đoàn. Theo ông, đảng viên Dân Chủ Joseph Biden nên trở thành nguyên thủ quốc gia mới. Do đó, nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã ra lệnh cấm người đứng đầu văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vào Nhà Trắng do từ chối can thiệp vào việc thông qua kết quả bầu cử Tổng thống. Nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ nói rằng Pence không có đủ can đảm để làm những gì cần phải làm để bảo vệ hiến pháp của đất nước. Hôm qua, cuộc họp đã bị đình chỉ do những người ủng hộ ông Trump cố gắng xông vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Cuối cùng họ đã vào được bên trong. Các nhà lập pháp đã được sơ tán đến những nơi an toàn, nhưng sau đó đã quay trở lại và cuộc họp đã được tiếp tục. Các nhân viên thực thi pháp luật vào đêm hôm qua đã bắt giữ hơn 50 người sau khi lệnh giới nghiêm được áp dụng ở thủ đô của Mỹ do bạo loạn. Điều này đã được thông báo trong một cuộc họp báo bởi người đứng đầu cảnh sát Metropolitan là ông Robert Conti. Ông nói, tính đến 21 giờ 30 phút
chúng tôi đã thực hiện 52 vụ bắt giữ, đặc biệt 4 vụ bắt giữ liên quan đến việc mang vũ khí mà không có giấy phép. Một vụ bắt giữ do tàng trữ vũ khí bị cấm. 47 người bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm và xâm nhập bất hợp pháp. 26 vụ bắt giữ trong số này diễn ra gần tòa nhà Capitol. Ông Conti cho biết các nhân viên thực thi pháp luật đã tìm thấy hai quả bom tự chế, một trong văn phòng của Đảng Dân Chủ và quả còn lại trong văn phòng của Đảng Cộng Hòa. Ngoài ra, ông lưu ý 6 vũ khí đã bị thu giữ. Những dữ liệu này là sơ bộ và sẽ được cập nhật. Ông cảnh sát trưởng cho biết như vậy. Các nhà chức trách ở quận Metropolitan của Colombia đã phải áp dụng lệnh giới nghiêm trong bối cảnh bất ổn trong thành phố. Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, Donald Trump, đã phát biểu trước những người ủng hộ của mình, đã tập trung hôm qua tại một cuộc biểu tình bên ngoài Nhà Trắng. Sau đó, đám đông di chuyển đến tòa nhà Quốc hội. Tại cuộc họp chung của cả hai viện của cơ quan lập pháp, thủ tục phải bị gián đoạn sau khi những người biểu tình xông vào tòa nhà Capitol. Các nhân viên thực thi pháp luật ban đầu không thể kiềm chế dòng người. Hậu quả là cảnh sát bảo vệ Quốc hội đã dùng súng bắn khiến một người phụ nữ bị thương. Cô ấy sau đó đã chết trong bệnh viện. Sau đó còn có 3 người khác được báo cáo đã chết, một phụ nữ và 2 đàn ông. Lệnh giới nghiêm bắt đầu ở Washington vào lúc 18 giờ tối giờ địa phương và kéo dài đến 6 giờ sáng ngày 7 tháng Giêng hôm nay đấy. Sau đó, thị trưởng Washington thông báo gia hạn chế độ khẩn cấp thêm 15 ngày nữa. Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã phá rào cảnh sát trên đồi Capitol ở Washington và tiến vào nhà Quốc hội, ngăn cản các nhà lập pháp phê chuẩn chiến thắng của Đảng Dân Chủ Joseph Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống. Chính quyền áp đặt lệnh giới nghiêm do bạo loạn. Thị trưởng Washington Muriel Bowser đã yêu cầu cử các đơn vị vệ binh quốc gia đến tòa nhà Quốc hội. Cuộc tấn công của người biểu tình vào điện Capitol được bắt đầu bằng một cuộc meeting mà tại đó ông Trump đã phát biểu. Ông ta vẫn từ chối thừa nhận bị thất bại và tuyên bố gian lận bầu cử. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà lấy làm tiếc vì đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, và các sự kiện ở Washington khiến bà tức giận và khó chịu. Được biết, 37 phút trước đây, ông Trump cho biết sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình vào ngày 20 tháng Giêng,
mặc dù ông không đồng ý với kết quả bầu cử. Nội dung tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được phụ tá tổng thống phụ trách truyền thông mạng xã hội Daniel Scavino đăng trên trang Twitter của ông. Một giờ trước đây, Matthew Pottinger, phó trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump về an ninh quốc gia, đã từ chức sau vụ bạo loạn ở Washington. Theo bà cố vấn Tổng thống về an ninh quốc gia Robert O'Brien, cũng như trợ lý của Tổng thống phụ trách điều phối chính trị trong Nhà Trắng, Christopher Liddell, cũng có thể từ chức. Và cũng một giờ trước đây, Quốc hội Hoa Kỳ tại một cuộc họp chung của cả hai viện đã thông qua chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống. Văn phòng Tổ chức Dân chủ và Nhân quyền của OSCE đã kêu gọi tất cả các bên ở Hoa Kỳ duy trì thượng tôn pháp luật, theo một tuyên bố trên trang web của tổ chức này. Các sự kiện diễn ra ở Washington trong những giờ gần đây được UDHR gọi là đáng báo động, bày tỏ quan ngại về tính toàn vẹn của tiến trình dân chủ và kêu gọi tất cả các bên tuân thủ các nguyên tắc dân chủ và pháp quyền. Như văn phòng nhắc lại, là một trong 57 quốc gia trong khu vực OSCE, Hoa Kỳ đã cam kết không chỉ tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ, mà còn đảm bảo rằng các ứng cử viên nhận được số phiếu yêu cầu sẽ đảm nhận vị trí của họ theo cách thức quy định. Hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ đảm bảo sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ, sự kiềm chế của tất cả những người tham gia vào quá trình này vẫn là yếu tố quan trọng, ngay cả trong một quốc gia có thể chế mạnh mẽ và tôn trọng truyền thống đối với các chuẩn mực dân chủ. Bản thân sự kích động bạo lực hay bạo lực đều không có chỗ đứng trong tiến trình dân chủ, ODHR tuyên bố như vậy. Theo dõi kết quả cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ được các chuyên gia của cục theo dõi, họ cho rằng mọi ứng cử viên đều có quyền kiện ra tòa nếu cho rằng đã mắc sai lầm trong quá trình bầu cử. Tuy nhiên, phái đoàn quan sát của ODHR nhận thấy rằng tất cả các cáo buộc về gian lận có hệ thống đều không có cơ sở. Tất cả các quốc gia OSCE đã công nhận vai trò quan trọng của bầu cử dân chủ trong việc đảm bảo an ninh và ổn định lâu dài. Do đó, HDHR kêu gọi Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia OSCE khác nhớ rằng bầu cử là một ngày lễ, là hiện thân của các quyền dân sự và chính trị, làm nền tảng cho các nền dân chủ của chúng ta. Các thành viên Đảng Dân Chủ từ Ủy ban Trung Tư pháp ấy, của Hạ viện Mỹ sau vụ bạo loạn ở Washington đã kêu gọi Phó Tổng thống Michael Pence thực hiện các biện pháp nhằm loại bỏ ông Donald Trump khỏi chức vụ nguyên thủ quốc gia. Trên thực tế, cuộc xâm lược của những người đổ tình đối với Quốc hội Hoa Kỳ là do lòng kiêu hãnh và sự ích kỷ bị tổn thương của Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Donald Trump. Ý kiến này được bày tỏ bởi một thành viên của Thượng viện, cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney, người cũng giống như ông Trump là thành viên
của Đảng Cộng Hòa. Đó là tin mới nhất ngày hôm nay. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt.